xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì trong thời gian offline mình đã cho nấu mấy trái African cũng như là sắt và cái số đá mà mình đã đào được nha các bạn. Mình thường xuyên làm những cái lớp offline thôi. Đó, và số African này thì quá là nhiều rồi. Nói chung thì mỗi lần thu hoạch chúng ta sẽ được 60 trái African mỗi loại. Đó. Với lại thêm cái bình tưới nước này nữa nên nó rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ cắt cái số African này cái đã. Các bạn thấy không? Quá chừng quá đất luôn. Ok, mình sẽ cắt toàn bộ cái số African này lại nè. Và mình sẽ lấy thêm đá và cũng như mấy cái African chưa nấu ra để mà đem cho nó vào lò. Ok, chắc một stack đá nữa thôi. Ok, tại mình chỉ có 10 cái lò thôi. Rồi, mình sẽ tiến hành cho nấu African. Bên đây cũng vậy, nấu African hết luôn. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Trong thời gian off thì mình có đi mine và đào được thêm 7 viên kim cương nữa. Quá xịn. Rồi, đủ African rồi. Ok. Thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiến hành chế tạo cái PC nha các bạn. Tập trước chúng ta đã thu thập được 6 loại Pokemon. Chính xác là 7 con. Mà có hai con Lavita đó. Mà mình không có cái PC để mà lôi cái con chim lửa ra. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải tiến hành chế tạo nó thôi. Đây là cái số sắt và kim cương mà mình đã đào được khi đi mine nè. Còn mấy cái quyển bí kíp nữa chứ. Chúng ta sẽ lấy ra hết. Ở đây mình có một cái bao leader. Cái này là cái gia thuộc nha các bạn. Ở công thức nó chế tạo như thế này. Chế tạo từ tơ nhện ấy. Rất là mắc luôn. Rất là khó để có một cái ba lô thật là to nha. Ok. Rồi. Nhưng mà đó không phải là vấn đề chính của ngày hôm nay. Vấn đề chính là cái PC này nè. Công thức thì rất là dễ thôi. 6 cái mảnh aluminum plate và một cái glowstone. À không phải, cái này là redstone lem các bạn ơi. Ok, đầu tiên mình sẽ cho đập aluminum thành aluminum plate nha. Đập muốn lẹo lưỡi luôn à. Cái này chúng ta có thể đập bằng mấy cái hammer, mấy cái búa này nè. Đó. Nói chung thì các bạn cũng có thể khảm efficiency vào để cho nó đập thật là nhanh luôn. Ở đây thì mình không có efficiency nên đành phải đập chậm như thế này thôi. Đập nó dẹp được 3 lần thì chúng ta sẽ được một cái mảnh aluminum plate hoàn thiện. Rồi, còn 4 cục nữa thôi. Cố lên các bạn ơi. Trời ơi, khổ quá chừng. Cái này thì nó không có cho vào cái lò tự động được, mình phải đập bằng tay. Khá là buồn luôn. Trời ơi. Bây giờ phải đập bằng tay thôi các bạn ơi. Ráng lên. Còn 2 cục nữa thôi. Xong thêm một cục nữa rồi. 2 cục nữa. Cố lên, cố lên. Đập bằng tay thôi. Chắc kiểu này chúng ta phải mở cổng đi xuống địa ngục để mà lấy glowstone thôi. Glowstone thì mình cũng có thể đánh mấy con Raichu nè, Pikachu và Pichu. Và một vài con Pokemon hệ điện nữa để mà lấy. Nhưng mà cái tỷ lệ xuất hiện nó rất là thấp. Nên mình sẽ đi xuống địa ngục luôn cho nó lẹ. Ok, và cái mảnh cuối cùng đã xong rồi. Ở đây chắc mình sẽ tiến hành chế tạo luôn cái cấp kim cương nha các bạn. Chúng ta tí nữa đi đào obsidian xuống địa ngục. Chứ bây giờ là hết cách rồi đó. Rồi, xịn nha. Ok, để mình ra đây tạo thêm mấy cái đế cầu bằng sắt cái đã. Cái đế cầu bằng sắt nó lời hơn cái đế cầu bằng aluminum. Cái này được 5 lận, còn đế bằng aluminum thì có được 3 thôi. Ok, cho nó nấu lên nào các bạn ơi. Chúng ta quá lời ha. Chắc cũng gần 300 cái đế cầu rồi. Rồi, sẵn tiện mình sẽ đi bán mấy cái quyển bí kíp luôn. Ô, sao mình có không đồng vậy? Nó bị lắc hay gì vậy? Để mình bán thử. Ô, nó bị lắc các bạn ơi, tiền nó nhảy tiền lên rồi kìa. Trời ơi, tiền của tôi. Thảo nào mình cứ thắc mắc tại sao nó có không đồng thôi. Ok, quá xịn luôn. Trong khi nó đang nấu, đang đập mấy tấm mấy cái iron disc của Pokemon á, thì mình sẽ đi cho các bạn tham quan đó cái vườn berry của mình. Mình có thu hoạch một vài cây rồi, có mấy vài cây nó chín trước ấy. Mình được lận 7 quả lận, chúng ta lời được 6 quả và trồng lại một quả, quá xịn luôn. Năng suất cao nhất của bọn này là được 9 quả nha các bạn.
Ok, thì mình đã tìm được một cái hồ lava rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nước xuống. Đổ nước xuống nè. Đó, cho nó tạo thành obsidian. Obsidian. Đó, chúng ta sẽ đào. Tiến hành đào obsidian thôi. À, trước tiên mình đào cái cục này cái đã. À, đào obsidian nè. Đó. Mình sẽ dùng vein miner luôn để đào một lần cực kỳ nhiều luôn. Chúng ta sẽ đỡ mất công hơn. Ok, một lỡm luôn, 42 cục obsidian. Rồi, về nhà thôi các bạn ơi. Quá đủ rồi. Sẵn mình ra đây đào thêm mấy cái flint luôn. Mấy cái đá lửa các bạn. Mình cũng không cần một cục. Có rồi kìa. Mới nói xong. Đó. Sẵn đào đá lửa xong mình đào cát luôn để mà nung cái tấm kiến. Hồi nãy mình thấy trong công thức nó có cần một cái tấm glass pan. Và cái đó là chúng ta phải cần nung nung cái này. Nung cát để mà tạo thành kiến rồi mới tạo được tấm kính lần. Khổ thật. Ok. Chắc mình sẽ đào tầm nửa stack đi. Đấy, cũng khá là nhiều cát mà. Chúng ta đào đào nửa stack cho nó đã. Rồi, như đây là đủ rồi. Ok, trở về nhà và chế tạo thôi các bạn ơi. Sẵn đây mình sẽ lấy lại mấy cái applicant này luôn cho nó nấu. Nấu kiến đi. Ok, bây giờ là công đoạn chế tạo cái cổng địa ngục thôi các bạn ơi. Bang bang. Mình sẽ tạo cái cổng như thế này, gắn hai cục cobblestone vào đây và bang bang. Để vào đây nữa nè. Rồi, quá xịn luôn. Thắp lửa lên nào. Nhìn cái hộp quẹt nó hiện đại nha. Ok, lấy kiến ra thôi các bạn ơi. Lấy kiến đi qua bên đây chế tạo glass pen thôi. Glass pen. Đó, 16 cái glass pen luôn. Quá xịn. Mình sẽ lấy một cái thôi. Công thức cần có một cái thôi. Và bây giờ cần cái gì nữa không ta? Hình như là đủ hết rồi. À, sẵn để mình ra đây lắp cái chỗ này lại cho nó đỡ mất thẩm mỹ. Sao lắp lại nó còn xấu vậy? Trời ơi, để mình lấy lại 4 cục nữa. Ra lắp cho nó đẹp đẹp một tí. Lắp cho nó đẹp một tí. À da. Thôi để mình đập cái cục chỗ này đi. Đập cục chỗ góc này đi. À, như vậy còn đỡ hơn nè. Ok. Rồi, bây giờ cùng đi xuống địa ngục thôi các bạn ơi. Đi xuống đó, lấy glowstone đi nào. Ok. Sao là chúng ta đã có mặt ở địa ngục rồi, quá nhanh luôn. Trời ơi, nhanh quá vậy. Thì cái việc đầu tiên mình sẽ còn đặt cái vị trí cái tọa độ cho chỗ này. Mình sẽ đặt là portal nha các bạn. Tức là cánh cổng á. Hoặc các bạn có thể dịch là cái cửa ra đó. Cửa ra cửa vào đó. À, để chờ tí mình có quên đường thì còn teleport về được. Glowstone nó thường ở trên mái nhà. Đây rồi. Quá xịn luôn. Ồ, lava đi ghê vậy. Ai, nó cao quá, có vẻ chúng ta phải bắc thang lên mà lấy glowstone thôi. Gần đó có mấy cây netherwood nữa kìa. Nether quartz. Ok. Rồi, cái đuốc này mình hay bị lỗi, hay bị lỗi với cắm cái đuốc như vậy không các bạn ơi. Nói chung cầm cái đuốc bên tay trái là nó bị dậy á. Đó nữa nè. Cắm nhanh quá là nó dậy đó, ta phải theo nhịp hết. Rồi, có vẻ là như là lấy được glowstone rồi đó. Mình sẽ thử dùng Vayner cái đã. Ồ, nó không có tác dụng các bạn ơi. Vậy chúng ta phải đập từng cục rồi. Chắc mình lắp đường qua bên đây đi. Lắp qua bên đây. Ây da, cái đuốc của tôi. Cái lồng đèn của tôi. Lắp qua bên đây để lấy glowstone cho nó dễ. Đó, quá nhiều các bạn ơi. Đã thiệt. Ok, số còn lại mình sẽ để đó đi. Rồi, đào đường trở về nhà thôi các bạn ơi. Đủ rồi. Trở về thôi. Wow. Leo lên đây chi chưa mà cực khổ. Glowstone hay ở trên đây nè. Chán thì chứ. Ok, may là có cái cúp diamond, cúp kim cương. Nên là cũng đi đào rất là nhanh luôn. Rồi, đủ rồi. 21 cái bụi glowstone. Rồi, chúng ta cùng quay trở về các bạn ơi.
quá chín. Ồ, dưới đây nó có cái con sò cót nè, con rùa núi lửa. Ồ, vậy là dưới địa ngục nó cũng có Pokemon các bạn ơi. Ồ, đó là một phát hiện khá là mới của mình đó. Ok, để bây giờ mình đi vào tiến hành chế tạo. Lấy 4 cục thôi. 4 cục thôi. Rồi, mình sẽ chế tạo một cái redstone lamp. Với công thức như thế này. Rồi, đặt nó vào chính giữa. Đặt cái kính ở đây, cái redstone ở dưới và 6 cái aluminum plate. Chúng ta đã có được một cái PC rồi. Quá xịn. Ta-da. Ui, PC mới các bạn ơi, model mới. Oh man. Chúng ta có thể dùng cái con chuột này nè. Trời dễ thương nha. Xịn nha. Và cũng có 30 cái bóc luôn. Rồi, ngủ một phát thôi các bạn ơi. Quá đã, quá đã. Hôm nay tuyệt vời quá nhỉ. Ok. Rồi. Ồ, con chim này nó không bay được các bạn ơi. Đây con chim hệ lửa nè. Và mình nghe nói còn hai cái con chim khác. Nó cũng có cái hệ khác nhau như vậy nữa. Rất là xịn luôn. Chắc bây giờ mình sẽ đi tạo luôn mấy cái quả cầu đi. Mình cũng đang cho nấu đế hết rồi. Sẵn lấy luôn mấy cái nút, mấy cục đá này ra để làm nút nè. Đó. Boston. Rồi, ngon stream. May quá mình đã cho nung đế cầu rồi. Ồ, nãy giờ cũng nhiều đấy chứ. Được 50 mấy luôn nè. Trời ơi, còn xong luôn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu từ Fastborn. Tiếp theo đó sẽ là Safri Bone nè. Và rất là nhiều loại bone khác luôn. Cái này là Heavy Bone các bạn. Tiếp theo là Love Bone. À, thôi, Dive Bone trước đi. Dive Bone. Summer Bone. Sao Bone không ta? Hay Dust Bone trước đi. Dust Bone. Rối quá, rối quá. Ok. Tiếp theo là Summer Bone. Rồi, quá xịn luôn. Còn cái lớp bone đó tí mình sẽ chế tạo sau nha. Bây giờ mình sẽ mua chắc tầm 2 stack của cái bone quá. Nhân dịp nó bán 216 một quả. Mình lượm ngay. À, 128 quả là 2 stack. Ok. Bấm nhanh thôi. Wow, 27.640. Ngon dream. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cuộc hành trình thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc hành trình với thử thách bắt em mua kiếp. Em này thì sẽ xuất hiện ở vùng River nè và ở Swampland. Nó vào tất cả các thời điểm trong ngày luôn. Oh, chưa gì chúng ta đã phát hiện được một em Circuit rồi kìa. Circuit. Em này thì mình tìm để mà lấy tơ nha các bạn. Mình sẽ đánh cho các bạn xem nè. Đó, chúng ta đánh em này sẽ được tơ đó. Rất là xịn luôn. Và mình sẽ cần tầm 100 cái sợi tơ để mà làm một cái ba lô bự. Rất là kinh khủng nha các bạn. Trời ơi, không có gì để nói luôn. Quá nhiều rồi. Rồi, quá chừng đây. Circuit nè, sẵn mình giết luôn. Ồ, có cái gì đỏ đỏ bên đây. Hình như đây là cái cổng đến thế giới Ultra này các bạn ơi. Cổng đến thế giới Ultra nè. Quá xịn luôn. Ồ, có shader nhìn nó màu đỏ. Và không có shader thì nhìn nó màu xanh dương nha các bạn. Nhìn rất là xịn luôn. Thế giới Ultra thì chúng ta sẽ để dành trong một cái dịp khác nha. Bây giờ chúng ta chưa đủ. Ok. Để mình dứt em Circuit này cái đã. Cố gắng thu phục thử được không. Fire fan mình luôn này con. Fire fan. Trời ơi, một hit nó chết luôn rồi kìa. Có con Rodgin đây nè. Krogan. Con này thì hình như là tập trước mình có đánh để mà lấy cái Slam Ball nè. Để mình sẽ cố gắng thu phục nó luôn. Krogan. Chúng ta sẽ kết nạp thành viên đầu tiên. Trong cái tập Philo ngày hôm nay coi nào. Diphon. Đây là quả cầu chiên để thu phục Pokemon hệ nước và Pokemon ở dưới nước nha các bạn. Nó sẽ tăng tỷ lệ rất là cao đó. Yes, Rodgin. Mình đã có được rồi. Dragon chứ. Ok, xóa tên nó thôi. Quá xịn rồi. Đã có một em Pokemon đầu tiên rồi. Trong ngày hôm nay rồi đó. Ồ, có con Soloship nè. Để mình qua mình xem thử xem nào. Ồ, Whopper hả?
Ôi con này từ từ đi. Solo shit. Để mình coi nào. Solo shit rồi. Ô cái gì vậy? Ô con Liga. Mày muốn chết hả mày? Liga này con. Ồ mình đốt nó rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó đánh mình hơi bị đau đó. Để mình Ember đó. Mày nè con. Ok, nó rút máu rất là nhiều rồi. Mình sẽ thử trước một quả Safari Ball cái đã. Mình đang ở gần cái cổng qua thế giới Ultra nè. Không thành công rồi. Mình sợ nó chết quá. Chắc mình sẽ dùng quả Dust Ball đi. Trời nó cũng tối rồi. Dust Ball có hiệu quả hay không? Dust Ball có lên. Và yes. Chúng ta đã kết nạp thêm em thứ hai, đó chính là Liga. Quá xịn luôn. Để mình sẽ kết nạp thêm em tiếp theo, đó chính là Solo Ship. Nó đây rồi. Và dứt nó thôi các bạn ơi. Dùng luôn Liverpool đi. Nó mới cấp 10 à. Mấy con cấp thấp thấp như này dùng Liverpool một phát là vào ngay. Còn mấy con mà cấp từ 25 trở xuống á, các bạn muốn thu phục á, thì chỉ cần có một con Pokemon đâu đó tầm cấp 80 hay cấp 100 á, thu phục những con level dưới 25 mà dùng Liverpool nó sẽ rất là nhanh luôn, rất là gọn luôn. Ở bên đây có một em Yanma nè, chúng ta hãy vào qua thu phục em chuông chuông. Ủa nó đang đánh nhau rồi. Chuông chuông Yanma đang đánh nhau với con nào vậy? Đang đánh nhau với con Stinky. Đánh nhau căng thẳng đó. Đánh con Stinky chết rồi. Hay lắm, đúng cơ hội để chúng ta thu phục nó luôn. Cấp 25 hả, xịn nha. Lấm mày luôn nha con. Nó có nội tại một máu. Không là nó chết luôn rồi. Respawn thẳng tiếng nào. Một máu thì quá là dễ cho chúng ta thu phục rồi. Cố lên, đừng làm mình thất vọng nha. Yes, Yanma cuối cùng cũng đã bị thu phục. Ok. Pokéchat hả? Trời, mình không qua lấy đâu. Mình lại tiếp tục ở đây mà thu phục thêm mấy em Pokemon cái đã. Nhìn cái cổng qua thế giới Ultra nó thiệt là đẹp các bạn ơi. Buổi tối nhìn nó cực là ngầu luôn. Khi mà có Shader nữa. Stinky, con vừa thách đấu với Yanma hồi nãy. Ta đã sẵn sàng để bắt mày rồi. Ok, mình sẽ lượm nó luôn. Trước tiên mình sẽ dùng em Pichetto này đây. Pichetto. Con này level yếu. Mình sẽ dùng câu máu. May quá. Có mấy skill cái gì vậy? Ôi nó làm hiệu ứng skill đẹp quá các bạn ơi. Kinh khủng thiệt nhưng mà rất là đẹp luôn. Ok, thu hút mày luôn bằng Dust Ball này con. Wow, mình khá là thích cái Bismon Report này nha. Và mình đã update lên bản 7.0.3 rồi. Tại vì nó có ra bản mới để fix một vài thứ nữa, rất là xịn. Nói chung là hiệu ứng trong đây và thế giới Ultra Bay rất là đã luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ở ngoài đây có một em Cosfin nè các bạn ơi. Em Pokemon hệ độc. Con này là quả bơm hay cái gì nè. Quả bơm hệ độc. Chơi mày luôn nha con. Cấp 15 hả? Mày xác định rồi. Chơi nè. Ok. Trời ơi. Chơi mày tiếp nữa nè. Ôi con này nó cấu mình nhiều máu quá. Quýt ắc chắc mày tiếp. Hiểu skill. Nhìn thì là đã mắt. Lấm mày luôn nha con. Cho mày chừa nha. Cosfin. Và chúng ta yes, đã thu phục được em Cosfin rồi. Whirlwind. Mình không có học skill này đâu. Sẵn mình ghi tên em Cider vào đây luôn. Có gì mình sẽ thu phục nó. Cider thì nó hay xuất hiện ở vùng Savanna thôi, không phải vùng này đâu. Bên đây có một con Venonat này các bạn ơi. Để mình qua thử. Qua xem thử em Venonat này cái nào. Mình sẽ cưỡi em Anson Epson để qua. Epson. Ây, Venonat. Con này. Nó chưa làm lại cái model cũng như là cái tester ha. Nhìn nó xấu nha.
cái này nó phải tròn tròn chứ, cái này nó đang vuông vuông nè, nó còn chưa chưa chỉnh mấy con này các bạn ơi. Rồi thành công luôn một quả. Quá gọn luôn, còn gì bằng nữa. Và đây có một em CrossFit nè. Em tôm càng to. Phải tôm hùm không? Thu phục mày luôn nha, tôm hùm. Tôm hùm. Chơi mày luôn nè con. Mày bút tùm lum nè. Bút tùm lum hả mày? Còn mày quá, mình có máu nó được là tí tí rồi. Ember nó phát nữa coi. Ember mà phát nữa nào. Hay quá, nó chưa chết. Sẵn mình lượm luôn bằng Diamond. Diamond. Hy vọng thành công nha các bạn. Tại bữa tối mà, mình sợ nó ảnh hưởng lẫn nhau. Đúng như mình dự đoán luôn. Rồi, chắc mình sẽ dùng quả Dustbone đi. Trời đang tối. Dustbone có hiệu quả hay không? Dustbone. Và yes, chúng ta đã thu phục thêm được một em CrossFit nữa rồi. Ồ, sao mình có con Venonat? À, mình sẽ tên con này để mà lấy chỉ các bạn. Con này nó cũng đánh ra chỉ nữa. Quá xịn luôn. Venonat. Chức mình luôn nè con. Ồ, ra được một cộng chỉ. Cũng được thôi. Ai da sao té xuống đây vậy? Trời ơi, đây mà té xuống đây luôn. Ồ, có con boss Swamp Boss nè. Để mình ba coi thử nào. Swampert. Ui, con boss này là mega các bạn ơi, và nó cực kỳ khổng lồ luôn. Nhìn sướng nha. Mega Swampert. Nhìn quá khổng lồ luôn. Ui, một hit. Trời ơi, con Thoracat của mình còn đây luôn. Mình cấu được nó có một xíu máu thôi. Chắc chúng ta cũng biết ai là người chiến thắng rồi. Mình nghĩ là nên dùng lệnh end battle đi để thoát cho nó nhanh. Ok, end battle nó phát. Để nó hành hạ mình nữa. Cái con Murkrow này nè. Mày láo nha, con quả đen. Ok, mình sẽ thu phục con quả đen này luôn. Murkrow. Căng vậy. Căng vậy. Câu máu Ison cũng khá là ít ha. Đó, câu máu qua lại cho nó vui. Thêm một phát nữa nè con. Còn một xíu máu thôi. Sẵn đà mình sẽ thu phục nó luôn bằng quả đất. Liverbon chứ. Liverbon nó có tác dụng không ta? Tại Ison cách nó hơi nhỏ. Đúng mà. Chúng ta phải dùng Dustbone thôi. Nếu mà muốn thu phục bằng Liverbon, các bạn phải chọn con Pokemon cao nhất của các bạn. Đó. Còn Dustbone thì vào buổi tối là nó sẽ tăng tỷ lệ thôi. Quá xịn luôn. Trời, ngon nghe. À da, sẵn mình sẽ chỉnh đốn lại cái đội hình nào. Ở đây chắc mình sẽ cất cái em này đi, thay bằng em Laiga. Ồ, con chuột của cái PC này thiệt là xịn ha. Nhìn nó bự nha, nó có cái găng tay luôn, trời ơi. Ok. Có con gì? Scorupi. Chơi mày luôn. Để mình cố gắng thu phục con này nha các bạn. Scorupi, có lên. Rồi, cấu được nó một ít máu rồi kìa. Cố lên nào. Ui trời ơi. Một hit con nhỏ đi luôn. Rồi, vậy là không được rồi. Có con Ekans nữa nè. Ekans. Chơi Ekans luôn. Trời ơi, Ekans yếu quá. Rồi. Ok, vậy thôi chúng ta sẽ đi thu phục những em Pokemon khác thôi. Ở bên đây có một con Odysseus này các bạn. Tìm nó nãy giờ. Odysseus nãy giờ nó kêu rất là sờm chỗ này luôn. Mình đi vòng vòng mới thấy nó. Cho mày chết đi con. Cho mày chết nè. Rồi, cấu như đầy máu là đủ rồi. Ok, sẽ tiến hành thu phục luôn bằng Safari Bond đi. Thì ở đây nó cũng đang trong rừng á, Safari Bond nó sẽ tăng tăng cái tỷ lệ. Đúng mà. Ồ, chúng ta hoàn thành được thêm một cái thành tựu gì nữa. Hình như thành tựu bắt Pokemon bằng Safari Bond hay sao á. Quá xịn luôn. Để mình đi vòng vòng coi thử. Nãy mình thấy cái con vịt ở đây mà.
Ôi, con vịt chạy mất tiêu rồi. Trời ơi. Thôi, để đi qua giết cái con circuit này cái đã. Circuit. Chơi circuit luôn. Circuit. Mày này con. Chết mày nha con. Ok. Bữa nay có một con circuit nó bị mắc kẹt nữa các bạn. Sẵn mình sẽ thu phục nó luôn. Hy vọng là được. Mày bị mắc kẹt đây là sai lầm của mày rồi. Daipon, cố lên nào Daipon. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mày đi. Và thành công rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Ok. Mình đang dùng animation để mà rượt theo cái con Swanna nè. Hy vọng nó có thể bay được. Mình đang thiếu một con Pokemon có thể biết bay. Con này thì rất là mạnh thôi. Nãy giờ nó giao chiến với mình một lần rồi, một hai lần gì đó. Mình đánh không có lại nữa. Bây giờ phải đành dùng bon để mà bắt thôi. Hy vọng nó không đánh chết cái hàng Pokemon của mình. Ok, tiếp tục là Pokemon thôi các bạn ơi. Dùng Pokemon trước trước tiên, rồi tiếp theo đó mình sẽ dùng Tamerlane. Đó. Ui, con này nó khá là mạnh. Nó cấu rất là đau luôn. Nó cấp 45 rồi mà. 45 hay 4? 45 rồi nè. Trời ơi. Kinh khủng thiệt. Tiếp tục một quả. Tamerlane xem nào. Chúng ta sẽ mở màn bằng Tamerlane luôn. Cho nó sợ. Ok, có vẻ khó nhằn đây. Tiếp tục lại là Tamerlane. Cố lên nào. Tamerlane. Rồi vẫn không thành công bạn ơi. Mình sẽ lại vứt thêm một quả Tamerlane nữa. Đó mà chưa nha. Con này có vẻ cứng đầu các bạn ơi. Và liệu lần này chúng ta có thu phục được nó hay không? Yes. Swanna. Để mình vào test thử nào. Test xem chứ. Test xem chứ. Ok. Test xem em Swanna này nào. Đây. Swanna. Ok, hy vọng nó biết bay. Và ping. Quá xịn luôn. Swanna của chúng ta đã biết bay các bạn ơi. Vậy là cuối cùng mình cũng đã có một em Pokemon có thể giúp mình bay lượn rồi. Ha ha ha. Quá đã luôn, con gì băng nữa. Còn Special Attack trừ Special Defense. Kích thước nhỏ. Trời ơi, hèn chi. Nó có cũng khá là nhiều skill nhưng mà có được skill một skill gây sát thương thôi. Rồi. Xuống nước nó vẫn bơi được các bạn ơi. Khá xịn. Xuống nước có thể bay được ở từ dưới nước lên luôn. Rất là ngon luôn hen. Rồi, sẵn bây giờ mình giết em Circuit này luôn. Để lấy thêm tờ chứ. Nói chung là mình vừa Philo bắt thêm một cái mon vừa làm thêm một công việc nữa đó chính là lấy tờ để mà về làm ba lô nha các bạn. Có em Shiny đây nè. Từ từ để mình dứt con Circuit này cái đã. Sao nhiều Circuit ở đây quá vậy? Dứt mày luôn nha con. Đây, con sai đất nè. Lụm mày luôn nè. Sai đất, con vịt khóc ngất. Vịt bối rối chứ. Lụm mày luôn nha con. Ai da, nó quất ghê đó nha. Mình sẽ câu máu nó đi. Dùng Aeon để mà câu máu nó. Fan nó nè. Ui, mất con chiếu máu à. Chúng sẽ dùng skill khác. Pursuit này nè. Pursuit đó. Chiêu này có vẻ là cấu nhiều máu hơn đó. Nó giết chúng ta rồi. Ui, nó có cái hiệu ứng skill gì đẹp quá vậy. Cho một skill nữa nè con. Không được rồi. Pet đó. Ok, may quá nó không chết, nó không chết. Mình sẽ bắt nó luôn. Có lẽ là bằng Dustbone đi. Trời nó cũng mới tối thôi. Dustburn, cố lên nào Dustburn ơi. Và yes, chúng ta đã bắt được em Psyduck rồi. Quá xịn, quá xịn. Ok. Bên này có con Whopper nè. Ây da, dám tấn công tôi hả? Sẵn tôi thu phục luôn. Nó còn boost xấu cho mình nữa kìa.
Thu phục mày luôn. Ừ. Chắc bằng Dustborn quá. Trời tối là không còn lựa chọn khác nữa. Dustborn là lựa chọn tốt nhất rồi. Có vẻ chúng ta đã thành công rồi đó. Quá xịn. Score Ruby hả? Dứt mày luôn nha con Score Ruby. Mình sẽ test skill E slash của con Swanna nè các bạn. Con Thiên Nga nha. Thiên Nga Swanna. Quá xịn luôn. Chết mày rồi. Mày này con. Ồ, nó cho mình một cái Power Pet. Một cái khăn sức mạnh. Cũng xịn thôi. Ok. Mình đang bay thì gặp một đàn Zubat luôn. Dí theo mình bắt một con cái mới được. Zubat hả mày? Dứt cho mày chịu nha con. Ui, nó cống máu mình đau quá các bạn ơi. Bây giờ mình cống nó cũng rất là đau luôn. Cho mày chết nè. Mày nè. Ok. Vậy là ổn rồi đó. Sẵn bắt mày luôn. Và có vẻ là thành công. Thích công. Ai thành công rồi. Tưởng thất bại chứ. Rồi, ngon truyền rồi. Venonat hả? Lần qua mình đánh nó luôn. Còn Edkan. Hồi nãy chưa thu phục được. Bây giờ phải lụm nó bằng Liverpool mới được. Có em Swanna chống lưng rồi. Con này là con cấp cao nhất trong cái dàn bữa mon của mình luôn đó. Quá đã luôn. Venonat hả? Chơi luôn nha con. Chạy tùm lum nè. Venonat. Ok, cho một cục chỉ luôn. Rồi. Shiwado. Mình đang dạo trong rừng. Thì trời nó sáng và mấy em Pokemon đã ngủ dậy rồi các bạn ơi. Tới giờ chúng ta đi vào rừng hỏi thăm chúng nó rồi. Này nhìn đẹp nha. Shiwado. Lẩm mày luôn. Ây da, có vẻ cấu máu nó hơi bị cực khổ nha các bạn. Shiwado. Trời ơi. Bộ khó nhằn đây, chúng ta phải tốn một ít thời gian đây đó. Trời ơi, có một lần có một xíu máu thôi. Kinh khủng thiệt. Cho mày chừa này con. Fan nó tiếp tục. Fan. Cứ lên. Rồi. Bây giờ mình nghĩ là có thể bắt được rồi đó. Mình sẽ dùng quả Safari Ball. Tại vì đây là ở trong rừng. Trong rừng và ở ngoài đồng á. Chúng ta sẽ dùng quả Safari Ball. Nó sẽ tác dụng. Nó sẽ có tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà nó nhanh quá. Ok. Dùng Swanna luôn cho tiện nè. Lấm mày luôn bằng quả Safari Ball luôn nè con. Cứng đầu không chịu khuất phục hả? Lấy Swanna ra cho mày sợ nè con. Nó đã khuất phục mình rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Có con Rickettot nè. Rickettot. Con kiến hả? Thì nó lão quá vậy. Đâm mày luôn bằng Liverpool nha. Mới cấp mười mấy thì Liverpool tha hồ mà tung hành luôn. Ok, Wumble. Wumble. Nên như là con sâu thì phải. Con sâu này là cấp 1 của con Scolipede nha các bạn. Scolipede là con sâu khổng lồ đó. Ok, có lên. Và chúng ta đã thu phục thêm em Wumble nữa rồi. Rickettot nữa nè. Hình như con này. Mình giết con này mới được. Con này hình như nó cho mình chỉ nha các bạn. Rồi, đúng rồi, nó cho mình chỉ rồi đó. Xịn xịn nha. Bellsprout. Chơi con này luôn. Bellsprout. Chơi mình luôn ngại gì. Yes, lại thêm một em Pokemon nữa rồi. Rickettin. Con này là tiến hóa cấp 2 của con Rickettot nha các bạn. Mình sẽ cố gắng thu phục nó đi. Cấp 25 hả? Thử trước bằng quả Tamo Ball xem nào.
Hình như thử trước bằng Samobon có vẻ là sai lầm đó. Ok. Trời ơi, con này có vẻ khó thu phục quá các bạn ơi. Mình phải cấu máu nó mới được. Cấu máu mới luôn như con. Trời ơi, cấu được nó có mỗi tí máu thôi. Nhưng mình sẽ cố kiên trì. Tiếp tục. Cấu máu tiếp này con. Ui, là một skill với con của mình điêu đứng luôn. Thôi, thu phục là được rồi đó. Liverborn thử một quả nha các bạn. Vì nó cấp 25, chúng ta cũng có thể có cơ hội. Rồi, cái này là không rồi. Nó lại boost xấu cho mình nữa rồi. Cố lên nào. Tiếp tục quả Liverborn. Ồ, con này khó thu phục thiệt. Chắc chúng ta phải dùng Tamawan nó mới chịu thôi. Tamawan, cố lên nào Tamawan ơi. Tamawan vẫn không thành công. Con này khó bắt quá nhờ. Safariborn thì sao? Safariborn, liệu lần này có thành công hay không? Rồi, vẫn không thành công luôn. Rồi, thêm một quả Safariborn nữa thôi các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Chắc phải đến lúc dùng tiếp tục Safariborn mới được. Trời ơi, khó nha. Rồi, không được rồi. Mình nghĩ là Tamon sẽ có tác dụng nhiều hơn đó. Tamon đi chơi nó chắc. Và yes. Rickettin. Oh, có con Caterpie nè. Nó cũng là con sâu luôn. Giống giống con Siwado nhưng mà nó không có cái lá ở trên đầu thôi. Oh, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Caterpie. Bé sâu rất là dễ thương. Lắm luôn. Cấp 7 thì tha hồ mà Liverpool nha. Và yes. Ok, thì cuộc hành trình đến đây là dừng lại là được rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ở phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.